Các bạn thân mến, nhân vật sẽ xuất hiện ngay tiếp theo trên Have a Sip là một người mà thì mình cũng đã chờ đợi rất là lâu để được trò chuyện cùng. Một người vừa ra một EP là Love 6, Yêu 6. Một cái EP mà có thể nói theo cái ngôn ngữ của người nghe nhạc là kiểu siêu cuốn. Ramastic, giám khảo rap Việt hay là Ramastic của một cộng đồng underground đã vào nghề từ rất là lâu. Những thành viên đầu tiên của Space Speakers. Tại vì từ ngày xưa thì em theo dòng nhạc rap underground và cái vibe của em, cái ngôn từ của em nó rất là cục cằn và nó cũng không không dễ để gọi là gây thiện cảm cho người khác. Cái cuộc trò chuyện diễn ra rất là trôi chảy và thì mình cảm giác như là tốc độ trả lời của Ram nó phụ thuộc vào tốc độ đặt câu hỏi của mình hỏi nhanh đến mấy thì cũng sẽ trả lời rất là nhanh, cho thấy một cái tư duy rất là sắc bén, không chỉ trong việc làm nhạc mà còn là trong cuộc sống, trong cách sáng tạo nghệ thuật. Qua cái cuộc trò chuyện thì mình cũng thấy nó cũng rất là cuốn và hy vọng đây cũng là cái cảm giác của mọi người khi mà lắng nghe và Mastic được tâm sự về chuyện làm nghề, về việc theo đuổi hay là kiến tạo ra cái con đường mình đi, nó cụ thể có những cái bước như thế nào. Và mình tin là với những người trẻ, không chỉ là nghệ sĩ trẻ, chúng ta sẽ góp nhặt được một vài công thức bí kíp cho riêng bản thân mình. Chúng ta sẽ gặp Ramastic ngay sau đây. Cảm ơn Sison đã đồng hành cùng Have a Sip, là thương hiệu gọng kính đương đại đầu tiên tại Việt Nam với phương châm thiết kế tối giản. Sison tự hào với các sản phẩm được thiết kế tại Hà Nội. Rồi, xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không? Mỗi tập thì đều được ngồi một cái vị trí, cái chỗ mà thì mình đang quay hình là một cái nơi mà mọi người có thể đến uống cà phê, uống rượu hay tùy. Nhưng mà cái việc chính của nó là một cái studio để mà có thể phỏng vấn. Mỗi khách mời của Have a Sip thì mình gọi họ là những người nhiều chữ hoặc là những người mà thực ra thì nó giống như một cái bộ sưu tập những cái câu chuyện. Chị khá tin là mỗi khách mời là một cái câu chuyện, là một hệ thống các câu chuyện. Hôm nay chào mừng Ramastic hay còn gọi là Vũ Đức Thiện đến với Have Chị a bật thấy trang trọng cho nó lịch Sip. sự. Rồi, trước khi đến đây thì đã hỏi trước là Thiện uống thì là chọn uống trà đá. Vâng. Tại sao lại trà đá? Uống Thì quán cà phê người ta có rất là nhiều các món kiểu. tại vì em người nghiện trà mà chị. À, Vâng. Hà Nội boy chỉ thích ok. trà đấy, không uống được gì khác. Nhưng có một cái lý do gì sâu xa hồi xưa, tại vì có một lần thì mình phỏng vấn bạn này có nhắc đến ông Vâng. thì uống trà cũng là sở thích của người già mà. Không, thật ra thì em nghĩ cái đấy là nó hơi bị phân biệt tuổi tác. Người Ok trẻ người ta vẫn uống trà được. Vâng. ok ok chạy ngoài trà sữa ra. Vâng, đúng. Thì tại vì em thấy là uống trà thì nó nhất là nó mát, cái vị nó không quá gọi là quá rõ ràng, mà mình uống mà mình cảm thấy tỉnh, nó vừa tỉnh mà vừa ít vị mà nó mát. Thế bây giờ nếu hơn đồ uống chính là nói lên tính cách của em thì em mát ở chỗ nào nào, em ít vị ở chỗ nào nào, em tỉnh ở chỗ nào nào? Mát thì em nghĩ là mát thì mình tươi nên cũng coi là mát. Tươi đây là trông là cũng cũng tươi tươi hơn hơn đúng không hay là Vâng, tươi thì mát thì nó ngược lại với nóng, thì mình không nóng tính thì mình mát thì nó cũng tươi tươi vui vui. Cái này là do em tự nhận ra hay là mọi người? Cái này thì em nghĩ là nó là một cái như kiểu là cái triết lý sống của em thôi. À, tại vì em từ bé thì em đã nhận ra cái giá trị của nụ cười nó cho mình rất là nhiều, nên là cứ cười cười Từ đúng nào bé, cười. Vâng. nhưng mà từ bé là lúc nào và có một cái Em chuyện gì nó, tại sao một người mà từ bé mà đã có một triết lý sống ấy, ý chị là em cũng không biết là từ lúc nào, nhưng mà từ lúc mà em có thể nhớ được thì hầu như lúc nào em cũng luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo một cách tích cực. Chắc là do ngày xưa em học từ các cái quyển truyện ngụ ngôn này, nó hạt giống tâm hồn các kiểu. Nhưng mà lúc nào thì nó trở thành một kiểu triết lý? Em nghĩ là chắc là cái giai đoạn dậy thì, tại vì thường cái lúc dậy thì là người ta hay có nhiều cái bài học cho cuộc đời nhé. Chắc là vậy, em cũng không nhớ lắm. Cái nhịp sống bây giờ mình có nhiều thứ nó làm mình nóng hơn là làm Vâng. mình mát chứ đúng không? Vâng. Thì những cái lúc đấy em biến cái lúc mà những cái mà nó có thể nó sẽ không không phải lúc nào cũng làm mình cười. Chị cũng là người Vâng. thích thích cái việc là cái năng lượng tích cực. Nhưng mà mình cái lúc mà mình phải
gọi là cân nhiều nhất là lúc mà mọi chuyện nó không đến như ý mình hoặc nó rất là nhiều chuyện bực mình, thì Mà mình chuyển từ nóng thành mát thế nào? có sẽ có những lúc mà không chuyển được, em sẽ bị kiểu gọi là nổi điên lên, sẽ có thể làm tổn thương người xung quanh. Thì chắc là phải sau sau khi mình nhận ra là mình làm tổn thương người ta thì mới bắt đầu mình mới gọi là biết cách làm dịu mình lại để nó đỡ đỡ cái cơn nóng giận đấy hơn. Có thường xuyên không? Cũng không thường xuyên lắm, tại vì thường thì có lẽ là do cái sức chịu đựng của em nó khá tốt nên là cũng cần phải mất khá nhiều thì mới làm em nổi đóa lên. Và có lâu không, từ lúc mà em ví dụ em À, nếu mà theo thói quen của em nghĩ là nếu mà em mà nổi điên lên thì em sẽ bỏ đi đâu đấy một mình, xong rồi là em sẽ làm cái gì đấy cho nó sao lãng đi một lúc, xong rồi nó sẽ hết. thực ra nói thì cũng 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 dễ đấy, nhưng mà chị Vâng, nghĩ là đến trong cái lúc đấy đúng rồi, thì vâng. cũng cũng không phải là nói thế này để thấy là đôi khi là có những người mà kiểu nhìn ở ngoài có thể là mát đấy Vâng, nhưng mà đúng không, cũng phải trải đúng qua rất rồi, là vâng. nhiều nhiều việc để mà có thể thế. Rồi còn tỉnh đi, tỉnh Tỉnh thì em nghĩ là mình luôn luôn cố gắng giữ cho mình cái trạng thái gọi là tỉnh nhất, để nhất là khi mà em ra ngoài đường mà đối mặt với tất cả mọi người xung quanh thì em luôn cố gắng duy trì cái trạng thái tỉnh. Nhất là khi đi biểu diễn hay là đối mặt với đám đông thì cái đấy nó là thiết yếu. Em có bị những cái sức ép không? Tức là mọi người cái con đường vào nghề của em tức là mình cũng học một cái nghề khác hẳn đúng không? Em học Vâng. kiến trúc đúng Vâng. không? Xong rồi chị vẫn nhớ là khoảng đến mốc nào sẽ là mốc em coi là em chính thức vào nghề? Nghề 2013 ngậm nhạc ấy ạ. âm nhạc Âm nhạc thì em nghĩ là khi bắt đầu tham gia Space Speakers thì nó thì là cái là mốc. Vâng, âm nhạc thực sự. còn có trước đây có những cái cuộc thi kiểu đường lên đỉnh gì đấy mà. À, trước đấy thì là thi em là ở trong xuất thân là từ những forum rap hip hop ngày xưa. Đúng Kiểu từ underground rồi mấy thì lúc đấy nó là chỉ là đam mê và rồi. mình tìm hiểu và mình gọi là rong chơi trong cái cuộc chơi âm nhạc. Còn để mà thực sự gọi là nhìn nhận bản thân theo con đường làm âm nhạc chuyên nghiệp thì từ khi vào Space Speakers. À, tại vì trước đấy thì trước khi vào Space Speakers thì là em có làm ở một phòng thu gọi là công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Thì lúc đấy là làm cùng anh Ti, anh Young Uno với mấy anh em nữa. Thì lúc đấy cũng là lúc mà em cũng xác định là mình vào đây học chủ yếu là để tích cóp thêm kinh nghiệm cho cái nghề về sau nó vững chãi. À, thì là sau sau khi ra đấy thì vào Space Speaker và bắt đầu con đường. Nhưng khi em nói nghề tích góp cho vững chãi là nghề gì ở lúc đấy? Chủ yếu nghề của em lúc đấy là vừa bấm bấm thu này, xong rồi tìm hiểu về máy móc các cái thiết bị phòng thu rồi là các cái cách xử lý mixing về giọng này, đồng thời thì cũng nhận sáng tác thêm mấy cái lặt vặt thì lúc đấy là em cũng đã bắt đầu tập sáng tác các thứ rồi. Đấy, thì nói chung là tất cả những cái việc mà em làm ở trong phòng thu đấy là nó đều đều có tác dụng bổ trợ liên quan đến cái hành trình âm nhạc, nên là đấy là công việc mà em chủ động tìm đến để gọi là trau dồi bản thân. Nhưng lúc đấy thì là chỉ là nghề đấy thôi đúng không? Vâng, Chứ có nghĩ đến nghề biểu diễn không? Và lúc nào thì chị biết là nghe nó hơi hoài cổ nhưng mà để mình kể lại hồi đấy thì là cái gì là mình bắt đầu mình, tại vì rõ ràng là hai cái cùng là nghề âm nhạc nhưng mà vâng. nó rất là hai cái vị thế Vâng, nó đúng rồi. Thật ra thì tại vì lúc đấy thì em cũng mông lung lắm, em cũng không biết là con đường này nó có bền chắc hay là như thế nào không. em bao nhiêu tuổi nhỉ? Lúc đấy là cũng 2009 thì phải, 2010 Thì là là khoảng là cuối cấp 3 vào đại học, đầu năm đại 19, học. 20 18, 19 thì phải, Là lúc 20 đấy thì đã không. học đọc kiến trúc Rồi, lúc chưa? đấy là em Đang đang học học kiến trúc, học mấy năm đầu. Thì đấy mọi thứ nó cũng vẫn chỉ là mông lung thôi, tại vì em nghĩ là mình có đủ cái điểm tựa đằng sau. Thứ nhất là mình có gia đình, mình có một trường đại học mình đang đi học rồi. Đấy, gia đình thì làm nghề xây dựng. Đấy, nên là kiểu gì mình cũng chết đói được, đúng không? Đấy, mình không phải là gọi là xuất thân nghèo khổ đến mức gọi là không có điểm tựa, nên là mình cũng chỉ chủ yếu là đi khám phá bản thân và tìm xem đâu là con đường đúng đắn nhất cho mình. Đấy, nên là em nghĩ là đấy là cái may mắn mà cái lợi thế để em có thể gọi là thích làm cái gì mình làm. Nhưng mà đặc điểm cũng là đặc điểm của tất cả các em bé Hà Nội À, là sẽ thi một trường đại học để cho đúng không? Nó thành một vâng, cái đúng hầu rồi. như mọi người sẽ đều là như thế, là để cho bố hoặc là nói chung là mình sẽ học một cái nghề và đi vào một cái trường để cho bố mẹ mình Mà yên tâm về mình vâng. đã.
xong rồi mình bắt đầu mình mới le lói làm những cái nghề sau. mà Thế cái khoảnh khắc mà em chuyển từ việc là ở phòng thu nó tương đối là phía sau mà đến lúc nào thì em nghĩ là à, tôi tỏa sáng đây? em nghĩ là khi mà tham gia vào Space Speaker ấy, thì lúc đấy là các anh Space Speaker, anh Tua rồi anh Vịnh là mọi người đã gọi là tổ chức cái show World of Dub thời đấy rồi, và em được đi theo các anh ấy lên đấy và xem mọi người biểu diễn trên đấy, rồi dần dần thì cũng được gọi là cầm mic diễn thử vài bài đấy. Thì em nghĩ đấy chính là cái khoảnh khắc mà mình cảm nhận được gọi là cái sự vĩ đại khi đứng trên sân khấu nó như nào, cái niềm hạnh phúc trên sân khấu nó như nào. Thì cái điều đấy nó cũng là một cái động lực thúc đẩy để mà mình gọi là cố gắng hoàn thiện nhất cái bản thân mình khi mình đứng trên đấy, xong rồi học dần mấy cái thứ control này nọ. Thế cái sự tỉnh thì nó cần gì ở trong cái hành trình mà gọi là sự vĩ đại của việc đứng trên sân khấu? Gia đình em thì rất là nghiêm khắc, và bố mẹ em thì lúc nào cũng rất là nghiêm khắc và không không bao giờ muốn con mình đi sai đường. Cái con đường âm nhạc thì nói chung là đi sai đường nó rất là dễ, có rất là nhiều cái cám dỗ, rất là nhiều cái thứ mà khiến cho mình có thể ỷ lại hay là trở nên lệch lạc trong tư duy hay là kể cả trong trong cái lối sinh hoạt này nọ đấy. Thì em nghĩ cái sự tỉnh táo nó giúp cho mình gọi là luôn luôn có được một cái lộ trình chính xác và nó chắc chắn, để mình không để cả kể cả mình có vấp ngã hay như nào, mình luôn có một cái chỗ dựa vững chãi, có một cái nền tảng chắc để mà mình không bao giờ có thể bị đi lạc quá quá sai. Wow, em nói cứ như em không phải cung Bạch Dương ấy, em kiểu mặt trăng cung khác hay sao? Sự wow, thì đúng là tỉnh, bây giờ chị đồng ý về cái việc. Nhưng mà điều gì khiến cho em lại nghĩ rằng là con đường âm nhạc dễ đi lạc Em nghĩ là mình cứ nhìn xung quanh thôi, nhìn tất cả các tiền bối đi trước hay là nhìn cả những người đi cùng mình lẫn những người mà đã đi ra bây giờ họ dừng lại rồi. Thì em nhìn ra xung quanh thấy rất là nhiều những người mà từ ngày xưa chơi rap với em thì đông hơn bây giờ rất là nhiều, nhưng mà số người mà còn tồn tại lại đến bây giờ thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể hoặc là do trong quá trình xem phim này nọ các thứ thì em cũng nhận ra được những cái gọi là những cái triết lý như vậy, hoặc là những cái bài học như vậy, tương tự như vậy, thì nó cũng giúp cho em có một cái gọi là luôn tự nhủ ấy, là mình sẽ phải tránh xa được những cái như thế, tránh xa được những cái lúc lầm đường lạc lối kiểu như vậy. Để tại vì em cũng nghĩ là con đường này là con đường đúng đắn nhất của em, là cố gắng làm sao cho nó đi lâu nhất. Thế nó có bị đối lập với những cái sự bung phá mà mình cần có trong sáng tạo không? Tại vì nhá, bao giờ cũng thế, tất nhiên là cái hộp, mọi người nói là nghĩ ra ngoài cái hộp đi, nhưng mà ai mà chả phải trong cái hộp. Nó có mâu thuẫn không? Em nghĩ là nó cũng có. Em cái sự sáng tạo, cái sự gọi là điên loạn trong con người em ấy, đến bây giờ nó không không còn gọi là, khi mà đặt ra so với nhiều nghệ sĩ ấy, nó không không quá gọi là đáng kể so với họ. Nhiều nghệ sĩ họ có cái cá tính điên hơn mình rất nhiều. Đấy, còn em thì từ khi bắt đầu đến bây giờ thì một cái tính cách của em đấy là cái sự tính toán chi ly. Thì em nghĩ đấy là cái khá là mâu thuẫn với cái việc gọi là sáng tạo bứt phá, bộc bộc phá các kiểu ra. Thì em lại thích theo cái trường phái gọi là tính toán kỹ kỹ lưỡng hơn. Đấy, mọi thứ nó chậm nhưng chắc. À, thì nó sẽ hay ho hơn, đấy là cái trường phái mà em theo đuổi. Khi em nhìn xung quanh Mà và những cái sản phẩm sáng tạo khác, những người nghệ sĩ khác, em có bao giờ có một chút hơi, chị biết là mỗi người sẽ có một con đường rất là vững chắc mình đi, nhưng mà thỉnh thoảng mình hơi ngó nghiêng ấy, mà đúng thì rồi. mình có hơi ước là mình có thể được lỏng một chút, điên một chút, phá một chút Cũng có chứ. được. Lúc nào thật ra thì lúc nào cũng sẽ dễ dàng để mà mình đứng núi này trông núi nọ. Nhưng mà thế đấy, thì tất nhiên là có nhiều khi mà mình nhìn thấy một người nghệ sĩ, mà nhất là đồng nghiệp của mình chẳng hạn, mà ra những cái sản phẩm mà nó có tính sáng tạo mà khiến cho mình cảm thấy wow, người làm tác phẩm quá điên, thì nó cũng làm em cảm thấy suy nghĩ lại, sao mình không điên được như vậy, sao mình không không có được những cái suy nghĩ nó dở người như vậy được. Đấy, thì nhưng mà cũng chỉ nghĩ đến thế thôi, tại vì
có cố thì cũng đấy không phải là mình, Ừ. thì chỉ em sẽ cố tìm cách để mà mình có được những ý tưởng mà nó hay ho hơn nữa, thì đấy em nghĩ đấy là option duy nhất. Ừ. Và khi mà mình thấy họ điên một kiểu rất khác mình, họ dở người một kiểu rất khác mình, thì thường thì trong ngành thì mọi người sẽ dùng cái thước đo gì để đo nhau, là đây kiểu đây là oách đấy kiểu. Em nghĩ là em sẽ đánh giá dựa trên mấy gạch đầu dòng. Thứ nhất là tại vì mà như bọn em chẳng hạn thì bọn em cũng theo dõi những nghệ sĩ nước ngoài các kiểu rất nhiều, và mình cũng cập nhật được những cái gọi là những cái tiên phong của họ trong cách sử dụng. Thứ nhất là về ngôn từ này, về công nghệ này, cái flow, cái nhịp nhịp mà dẫn trong một bài nhạc chẳng hạn. Rồi cả cái cách mà họ sử dụng cấu trúc trong bài nhạc như thế nào. Đấy thì đấy là mấy cái gạch đầu dòng mà khi mà em nhìn vào một tác phẩm mà em cảm thấy cái tác phẩm này nó vượt qua khỏi những cái mà đã xảy ra rồi, những cái lối mòn mà đã có người làm rồi, thì thường những cái đấy nó sẽ kích thích của em nhất, sẽ làm mình cảm thấy wow nhất. Kiểu kiến trúc sư nhìn công trình À, đúng rồi kiểu, ạ. Wow. em phân tích kiểu kết cấu chất liệu. Wow, đúng rồi ạ. Trong thị trường Việt Nam thì em có ngoài nhóm của em ra nhé, Wow. chị nghĩ cái việc hoạt động nhóm nó cũng khá là hay, Wow. tức là có thể nhìn đối thủ của mình một cách thân thiện. Ờ, ngay gần luôn. Ừ. Còn lại ngoài ra ấy, em cái mà đánh giá từ việc kết cấu, từ việc flow, chất liệu các thứ, nó đang ở cái mức độ trưởng thành của các cái tác phẩm, nó âm nhạc nó như thế nào, nó có nhiều người là coi là đối thủ, hay có nhiều các cái tác phẩm mà mình có thể phân tích ở độ sâu không? Em nghĩ là có những cái tác phẩm mà khi mà mình nhìn vào mình nghe một vài câu nhất định trong đấy là mình có thể cảm nhận được là cái người sáng tác ra câu đấy họ có cái chiều sâu, họ có cái ẩn ý, họ có những cái lớp nghĩa để mà người ta để khán giả không cảm nhận được luôn, mà phải 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 đăm chiêu, họ phải phải nghe lại họ mới cảm nhận được. Thì đấy là cái mà em nhận thấy hiện nay là ở ở thị trường Việt Nam đã có rất nhiều rồi. Bài gần nhất mà em Bài có thể đo được cái độ sâu đấy là gì? Đấy, sự lâu của việc nghĩ ra lâu đấy. cho thấy cho thấy độ hiếm của những bài nhạc này trên thị trường. Em nghĩ là cái bài gần nhất em cảm thấy ấn tượng thì là bài Lối Nhỏ của Đen. Đó là một bài mà em ấn tượng ở một số cái câu, một số câu rap nó mang cái hình tượng rất là hay. Đấy, và nó lạ. Và cả cái concept của lyric đấy nó cũng hay. Thật sự thì nó chưa đến mức mà khiến mình cảm thấy wow, tại vì em cũng xem nhiều cái tác phẩm nó hay hơn thế, nhưng mà nó đủ để mà nó bổ trợ với cả những cái câu kia để nó tạo ra được những cái chiều sâu rất là hay, nó rất là gọi là chuẩn chỉ với nhau. Một cái sự bùng nổ trong một tác phẩm thì nó bao giờ nó cũng phải đến từ không chỉ là một câu, mà nó phải là một câu này cộng với cả tác động của những cái hình ảnh, của những cái sự dẫn dắt, với build up, của cái tương phản với cái kia, thì nó mới tạo được ra một cái sự bùng nổ gọi là xứng đáng. Đấy, nên là đấy, em nghĩ là trong bài Lối Nhỏ là em cảm thấy ấn tượng. Thế còn trong nhà, bọn em cũng hay chơi nhạc với nhau đúng không? Trong trong nhóm bọn em ạ, Ừ. trong nhóm bọn em thì cái lần gần ấn tượng là em xem bài Big City Boy của anh Bin. Thì nó có mấy cái câu punchline của anh Bin mà em cảm thấy rất là dở hơi. Không không bao giờ em có thể nghĩ ra được cái kiểu vậy. Em uống trà tiếp đi. Chị vẫn muốn hỏi thêm một chút về trà, chị cảm giác chưa nói, mặc dù còn có cái một cái tính từ nó ít vị nữa. Trà này là trà gì đấy ạ? Trà này Pulitzer của chị nấu, trà gì đấy, trà đá, trà, Nhưng tôi mà không nghĩ là trà trà gì bên gì trong. Nấu nó cũng kiểu là như trà mạ đấy này. à, những trà mạ là không, nhưng cái này chát hơn trà Nó mạ vị nó khác khác một đúng chút, không? tại vì ở trong này hơi kiểu Ừ. kiểu Ừ. trà đá. Thế một cốc trà đá 10 điểm của em nó sẽ là như nào? À, chè Thái tươi Ừ. ạ. Chè tươi thì em thích uống cái chè tươi này À, hơn. cái lá vẫn nó còn, nó Vâng, không bị đúng rồi, sao khô lại đúng gì. rồi, vâng. Đấy là trà 10 điểm rồi. Và em có phải là người sẽ uống cái đấy ở nhà không? Em có. Nhưng mà cái đấy hơi hơi khó kiếm ở đây.
bình thường ngoài Hà Nội thì em uống nhiều hơn. Ừ. Trong ngoài thì toàn phải sang nhà anh Hoàng để xin lá. Ở Hà Nội thì trà nóng chứ đúng không? Sẽ uống trà nóng hay uống trà đá? Em vẫn trà đá. Thế à? Có mùa đông thì uống trà ấm. Ừ. Nhưng em không uống nóng lắm nữa. Cái việc, cái thói quen uống trà nó đến từ đâu? Gia đình à? Không ạ. Uống trà thì thật ra cái thói quen ngày xưa em ghét trà đá lắm. Hồi bé em ghét trà đá lắm, tại vì uống thấy nó cứ chát chát. Nhưng mà đến cái đợt học cấp 2, cấp 3 gì đấy, nó cứ lê la cùng bạn bè ngoài ngoài hàng trà đá, thành quen, thành nghiện. Ngày xưa em thích uống nhân trần hơn. Tại ngọt ngọt, còn thích uống ngọt ngọt. Xong rồi sau theo bạn bè uống trà đá các thứ, xong rồi cứ mấy hôm đá bóng các thứ rồi chạy đùa nghịch ngợm mệt vào uống trà đá thấy nó tỉnh hơn hẳn, sướng. Mê. Nhân trần thì chính là hội Space Seeker, hai bạn Sixty Steve và Gonzo đến đây chọn nhân trần rồi nên là đến em vào Sài Gòn lâu chưa nhỉ? Em chính thức vào Sài Gòn được khoảng 3 năm. À có 3 năm trước. Thôi à? Vâng. Nó có phải là một cái cột mốc gì quan trọng và em có gặp cái vấn đề kiểu Hà Nội Sài Gòn không? Cái câu này trông thế thôi, nhưng kể cả ví dụ như Subin cũng nói về nó như một cái cột mốc rất là quan trọng. Với Subin thì nó rất là quan trọng ạ. Tại vì khi Subin mới vào Sài Gòn lập nghiệp thì đúng là Subin là từ hai bàn tay trắng vào đây và ngơ ngác không biết gì để có thể tạo dựng lên tên tuổi cho mình. Thì với Subin thì nó là cột mốc quan trọng. Còn em thì tại em là người cuối cùng trong team em vào Sài Gòn. Lúc đấy mọi người vào hết rồi, còn mỗi một mình em ngoài Hà Nội. Nhưng tại sao? Tại sao em lại là người cuối cùng? em vẫn thích ngoài Hà Nội. Tại em thích cái vibe ngoài Hà Nội, nó là quen thuộc với mình. Nó có mùa thu nên là trong ngoài không có. Ok. Nhưng chị công nhận về cái đặc điểm đấy. Xong rồi cuối cùng tại sao mẹ vào? Thì tại vì các anh em vào hết, ngoài đấy cô đơn. Wow, bọn em cũng rất là quan trọng cái việc giao lưu anh em. Vâng, giống đàn sói. À, thế à? Mình quay lại một cái em có mô tả về trà đá là nó ít vị. Thực ra là chị sẽ hiểu nó theo hướng là nó không phải làm cái gì mà kiểu đấm vào mặt người ta. Vâng, đúng không? Nó sẽ, nó cũng cần cái độ để thẩm. Vâng, cần độ thẩm. Em nghĩ là em mất bao nhiêu lâu để mọi người biết em và thích em? Qua mạng hay là gặp trực tiếp ạ? Qua, tức là cái hành trình em đi ấy, về âm nhạc ấy. À, hành trình âm nhạc ạ. Gặp trực tiếp thì thế nào và qua mạng thì như nào? Nếu mà gặp trực tiếp thì em nghĩ là ít có ai có thể gọi là có ác cảm với em. Thường là sẽ thích em luôn. Còn để hành trình âm nhạc để mọi người biết đến em thì em nghĩ là cũng mất khá là lâu. Tại vì từ ngày xưa thì em theo dòng nhạc rap underground và cái vibe của em, cái ngôn từ của em nó rất là cục cằn và nó cũng không dễ để gọi là gây thiện cảm cho người khác. Nhưng cái hồi đấy cũng là một sự tính toán đúng không? Vâng. À, thực ra nói là tính toán thì cũng hồi đấy cũng gọi là chỉ đâu đánh đấy, nhưng không rõ ràng là tính toán lắm. Chỉ là cái thời điểm đấy thì em cảm thấy đấy là cái điều mà em muốn làm, cái điều mà con người em muốn. Vì hầu như tất cả các rapper là luôn khi mà họ mới bắt đầu, họ luôn khẳng định cái tôi của bản thân trước. Và khi khẳng định cái tôi thì chắc chắn là với cái màu sắc bụi bặm và cộc cằn của cái dòng nhạc rap thì nó sẽ là như vậy. Nó là một cái đặc trưng như vậy. Cũng như rock các thứ cũng như vậy. Và đấy, thì sẽ luôn là gọi là đề cao cái tôi bản thân lên. Và để đề cao cái tôi của bản thân lên thì cách hiệu quả nhất là dìm mọi người xung quanh xuống. Đấy, thì đấy là cái cách tiếp cận gọi là thói quen nhất. Xong rồi, tức là hồi đầu thì mọi người sẽ có thể là thế, nhưng mà nó là một cái, nếu mà trong khi chơi rap với hip hop thì ai mà chẳng như thế đúng không? Vâng, nó có một cái hay là nó sẽ tập trung vào cá nhân và nó sẽ giúp mình gọi là đẩy những cái thế mạnh cá nhân hơn. Em nghĩ là nó cần thiết. Và những người trẻ người ta sẽ thích những cái điều đó hơn là những cái thứ gọi là đoàn kết rồi này kia rồi bao dung nhân hậu này kia. Nó hơi cliché so với tuổi trẻ. Và tuổi trẻ thì sẽ muốn chinh phục và sẽ muốn chiến thắng. Nhưng mà những trận beef giữa các rapper thì có thật không? Có thật ạ.
Thì cái đấy nó là một cái văn hóa trong hip hop, và ở Việt Nam thì em nghĩ là mọi người đều học hỏi từ Mỹ. Mặc dù là ở Việt Nam thì mọi thứ nó không đến mức extreme như bên Mỹ, nhưng mà cái cảm giác khi mà mình tham gia được những cái điều đấy nó cũng rất là sướng và nó rất là phấn khích. Chị có đi mấy cái rap battle? Thực ra là ở Việt Nam thì cũng không có hẳn một cái sân chơi, nó sẽ hơi underground, nhưng mà Vâng. cái lần mà gần nhất chị đi xem thì chị cũng rất là cái gọi là mình hiểu tại sao cái mức năng lượng ấy Vâng. nó rất là phê. Vâng. Và trong cái đấy có thể sau thì ra thì cũng cũng Vâng. tồi tệ với nhau, nhưng mà cái lúc trong đấy nó rất Vâng, nó căng là thẳng căng ở và giống như là có thể ăn tươi nuốt sống nhau luôn ạ. được. Em mất bao nhiêu lâu ở trong cái giai đoạn này? Giai đoạn cộc cằn. Cậu cần, em nghĩ là từ khi em bắt đầu là năm 2007 cho đến gần đây thì em vẫn vẫn hơi hơi nên là chắc là cũng lâu đấy, cũng gần gần chục năm đấy. Thế thì như nào nhỉ? Em sẽ gọi, tại vì nhá, chị cũng trích báo chí thôi, gọi em là cái gì? Bảo chứng về tình yêu này, rồi là có vũ trụ tình yêu của Ramastic này. Thì là hai cái này nó có mâu thuẫn Nó mâu thuẫn lắm, không? nhưng Nhưng mà nó là một sự tính toán luôn à? và nó có mỗi cái nó có một cái vai trò riêng. Em nghĩ là những cái dòng nhạc mà nó kích động, nó gằn gọc như kiểu là rap gang hay là beef battle thì cái tác dụng của nó là để giải tỏa cho con người. Nó giải tỏa theo cái cách mà không có bài nhạc tình yêu nào có thể giải tỏa được cho người ta cái điều đấy cả. Có những lúc mà mình chỉ muốn xả hết tất cả mọi thứ ra đấy, nhưng mà mình muốn đấm vào tường, mình muốn các kiểu châu đầu vào nhau, vật lộn nhau ra cái kiểu để nó thỏa mãn được cái sự bức bối ở trong người mình, thì đấy là chính là lúc mà cái dòng nhạc đấy nó giúp cho mình thoát ra được những cái khó chịu trong lòng. Còn cái nhạc về tình yêu thì nó để xoa dịu hơn. Em nhắc đến cái nhạc tình yêu cả mà em cứ kiểu hơi ngại ngại. Cái cuộc phỏng vấn đây hơi khó ấy, bởi vì là bởi vì vợ kiểu vợ của Ram ngồi ngay sau. Nhưng bây giờ nhá, em nhìn em vừa ra yêu 6 đúng không, em mô tả cho chị các thời kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6 của em nào. Thật ra thì thời kỳ yêu 1, yêu 2 thì thời đấy là em vẫn học cấp 3. Đấy, họ học cấp 3 vẫn tình yêu xanh mượt. Hồi đấy là yêu đơn phương rồi. Đấy, em có thích một bạn cấp 3 nhưng mà suốt cả năm cấp 3 là cưa không bạn không đổ. Đấy, Có biết lý do? chắc là tại hồi đấy em nhìn xấu dai với nhìn hom hem cũng dễ hiểu đấy, không 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 và khó hiểu vâng, đâu. không gì khó hiểu thì cũng Bây tình giờ đơn bạn ấy phương cũng hơi ân em không biết được. Thì đấy là cái Nhưng thời mà lúc đấy là có gửi bài hát đấy ra không, hay là chỉ để à không, giải yêu tỏa? một yêu hai là em không dành cho bất kỳ ai ạ, chỉ là em dùng gọi là mượn những cái cảm xúc hồi đấy khi mà mình yêu để mà mình viết một cái bài hát về tình yêu, về tuổi thời học sinh. Chứ còn thật ra thì cái lúc viết bài đấy thì hình như là em không nhớ là em có người yêu hay không, hình như là có hay Hình như không. Em không nhớ được. Cái chỉ nhớ em về cái thời đấy hơi 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 hạn chế rồi. Nhưng mà thật thật sự là mọi người cứ bảo là mấy bài đấy cứ mỗi một yêu một người là viết một một bài câu. đấy, thì thật ra không phải. Thật ra nếu mà em mà viết những cái bài mà em viết để dành tặng người yêu cũ ngày xưa ấy là em đặt Thì tên khác, em không không phải đặt tên là yêu một, yêu hai, yêu bốn, yêu năm rồi ai lộ đấy. thế. Phải, đấy chỉ có bài cái bài tình yêu đầu tiên của em là bài I Love You ngày xưa đấy, là bài lần đầu tiên mà em từ một thằng rapper em hát để tặng bạn gái. Hồi đấy là yêu một chị hơn 2 tuổi. Đấy, chị đấy cũng là rapper. Thì Vẫn hát ra hình như thôi rồi, ngừng không? rồi. Thì À vì chị là rapper nên em hát đấy là lần đầu tiên gọi là em thử sức ở dòng nhạc tình yêu. à? Thế nào mà bài đấy lại thành bài mà em được gọi là nhiều tương tác nhất trên mạng. Mình cũng gọi là có một cái suy nghĩ trong đầu là hướng này ok, cái hướng này cũng ok, thế là cứ lâu lâu em lại duy trì một vài cái bài tình yêu như thế để nó gọi là tăng tương tác.
Thì đến đấy, bài yêu một, yêu hai thì bài yêu một là lúc đấy là em viết để giúp một bạn, một thằng bạn thân của em là đi cưa gái, thì viết cho nó để nó đem nó tặng bạn gái thôi. Xong Xong bài rồi tình yêu của nó thế nào? hồi đấy cũng xanh mượt thì Ok. cũng ok Đơn thì hàng, đơn cũng hàng. trộm vía. Còn bài yêu hai thì là hồi đấy là hình như là em có thích một bạn nữ qua mạng thôi, chưa gặp bao giờ, nên là lấy cái cảm xúc đấy viết bài yêu hai. Tiện nhỉ. Nhưng mà cũng không không bao giờ quen được bạn đấy. Hồi đấy nhát gái nên là chỉ dám bày tỏ trên nhạc. Bài yêu ba thì cũng là một bài giúp bạn em viết để tặng bạn gái. Hồi xưa có cái trò viết Và thư hộ, bây giờ rồi còn sáng tác nhạc hộ. bài yêu 4 cũng như vậy, cũng là một bài tình yêu mà viết để kỷ niệm cái tình yêu tuổi học trò, không không tặng ai cả. Có bài yêu 5 thì lúc đấy là tặng vợ em. Đấy, chỉ có duy nhất mỗi May. bài đấy là để tặng vợ em Nhưng mày đấy kiểu siêu hot nhỉ. Cái lúc thôi. đấy cái cảm giác của em khi nó ra và nó Thực sự là nó cũng khá là choáng ngợp. Đầu tiên biết đến gọi là danh vọng, sự nổi tiếng. Nhưng mà này, có phải là nó thành công vì nó viết một cách chi tiết cụ thể, có những mặt và có cảm xúc không phải hộ một ai khác? Em cũng không biết được, em cũng nghĩ đấy cũng có thể là một lý do, tại vì em cũng thật ra em chưa bao giờ em hiểu được là vì sao những bài hát của mình nó lại trở nên hot như vậy, mà em chỉ biết là lúc viết thì mình cảm thấy là nó rất là hay và mình cảm thấy rất là ưng đến mức mà mình có thể nghe đi nghe lại được nhiều mà mình không cảm thấy chán, không bị những cái lỗi lặt vặt nó làm mình khó chịu khi mà mình nghe lại. Cứ cái bài bài yêu năm khi em viết ra như vậy em cảm cảm thấy gọi là không có gì để chê được cả. Thế là rất may mắn nó lại thành công. Nên là em cũng không biết là tại sao nó lại như thế nữa. Em chỉ biết là cái cảm giác nó lại như vậy. Thế có bài nào mà mình nghe và mình biết là nó sẽ thành công Em nghĩ là không. Không có bài nào mà biết cảm thấy như thế. Có những bài, có rất là nhiều bài mà em nghĩ là nó thành công nhưng mà không thành công. Nên là em cũng quên cái suy nghĩ đấy luôn. không? Nhưng cái cũng cũng tốt nhỉ, Và nó cũng tốt. nó cũng tốt trong việc là thực ra mình cũng nói về cái chuyện này khá là nó cũng là cái mô típ quan trọng là cái người nghệ sĩ làm ra tác phẩm và cái quá trình của họ dừng lại đấy, cái phần còn lại là nằm trong tay đúng không, mình đẻ được con nhưng xin lỗi không còn là con anh nữa. Và chị nghĩ nó cũng giữ cho người nghệ sĩ một cái việc là tất nhiên là bây giờ mình đang sống ở trong cái thời kỳ nó khó tránh khỏi cái việc là mình xem bao nhiêu like bao nhiêu view đúng, nhưng mà giả sử như cái đấy nó chỉ kiểu nice to have, thế là mình như một cái người nhòm trộn một cái gì đấy không còn là của mình nữa. Đấy, chứ còn nếu mà chỉ có tập trung xong cái phần này. Thế còn đến yêu sáu. Thì em nghĩ là đến yêu 6 này là cái lúc mà em bắt đầu gọi là có được hết tất cả những cái kinh nghiệm mà mình có về cả việc phát hành, về cả việc phải đối xử làm sao với cái việc là bài hit hay không hit. Đấy, với những tất cả những gì mà chị vừa nói đấy thì em nghĩ là em dành hết cho yêu 6. Thì nó là cái cách để em đối phó với tất cả mọi cái ngoài luồng. Là em viết mỗi bài một kiểu luôn, ai thích bài nào thì cứ thích. Nên là không còn quan trọng cái việc là bài này có thành hit hay không, mà em chỉ đơn giản là em sẽ viết ra 6 bài bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Rồi cả 6 bài đấy nó sẽ phải là 6 bài hay nhất đối với em. Còn lại thì như thế nào em sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều. Và dự án này là 2 năm à? Hay bao nhiêu lâu? Dự án này cũng em cũng dành khoảng hơn 2 năm để chuẩn bị. Vậy em sẽ là kiểu người viết như nào? Trong một lúc em sẽ viết lần lượt hay là em viết một tí cái này em nhảy sang cái kia? Trước đây thì em hay viết kiểu gọi là cứ viết là lao đầu vào viết cho xong cái bài đấy xong em mới chuyển sang bài khác. Nhưng mà đến gần đây thì em học được cái cách hiệu quả để mà mình có thể bỏ dở một cái dự án và sau đó mình vẫn quay lại mình làm tiếp được. Thì em nhận ra cái giá trị của việc đấy. Em cũng có học được một cái trick trên mạng là khi mà mình muốn đang làm dở một bài nhạc mà mình muốn
muốn dừng nó lại để làm sang cái khác thì lên plan trước nhưng mà không làm, xong cứ để plan đấy thôi và đi một thời gian, sau đấy quay lại thì mình vẫn có một cái plan sẵn và mình chỉ làm cái đấy và từ đấy phát triển tiếp, thì nó sẽ không bị gọi là mất cái cảm hứng mà nó vẫn có cái cảm hứng ở đấy. Bọn mình cùng có con nên chị sẽ dùng cái hội trẻ con ấy, nó hay bày đồ chơi ra đúng không? Và mọi người rất là hay khuyên là không nên dọn cái mà nó bày ra ngay lập tức, bởi vì cái bản đồ tư duy của nó nằm ở đấy. Và nó đi đâu đấy về và nó về nó lại nhảy vào cái đấy, thay vì việc nó lại phải xếp lại một cái bản đồ mới. Đấy thì chị cảm giác, hay là ví dụ mình chơi cờ vua, chị hay chơi cái trò kiểu chơi cờ vua 3 ngày trên mạng ấy. Lúc ấy mình tính nhưng mà mình tính hết nhưng mà chưa được chơi, chưa đến lượt mình chơi và mình phải đợi cái người kia kiểu make một cái move xong mình quay lại. Thì nó có hơi kiểu tương tự như vậy không? Nó cũng hơi như vậy. Tại vì em nghĩ là trong não mình nó sẽ có sẵn một cái gọi là cái map để mà mình nốt lại đấy, mình lưu ý. Có một cái mê cung trí nhớ để lúc nào mình quay lại mà cái mê cung đấy nó vẫn như thế thì mình sẽ dễ dàng để mà mình làm tiếp hơn. Còn nếu mà không có thì mình sẽ lại phải ngồi nghĩ lại xem là từ đầu tại sao mình làm cái này. Mình sẽ rất dễ bị lạc phân tâm. Nhưng điều gì khiến cho em thay đổi hai cái cách làm việc? Em cũng không biết, tại vì có thể là cái cách làm việc này em cảm thấy khi mà em làm thì nó hiệu quả hơn. Đến phải mấy năm gần đây thì em mới có cái thói quen gọi là nốt lại mọi thứ để làm việc. Thì cái đấy nó cũng bổ trợ giúp em về cái việc gọi là để duy trì được những cái dở dang, nó tiện cho mình hơn. Thì em nghĩ là nó là một cái cách làm khoa học mà từ trước mình lười không làm thôi. Nhưng bây giờ mình làm được. Trong 6 bài của Yêu 6 ấy, thì thực ra nếu mà hỏi câu đấy thì chả khác gì là trong 6 đứa con thì anh yêu đứa nào nhất. Nhưng mà mình luôn có một đứa favorite child, đúng không? Bài nào đầu tiên đi và bài nào đã kết thúc cuối cùng? Bài đầu tiên là bài Ngột Ngang. Đấy là một cái demo mà em làm từ cách đây rất là lâu. Nghe đã thấy nhiều việc rồi. Bài Ngột Ngang là bài đầu tiên và bài cuối cùng là bài Thêm Đứa Nữa. Bài cuối cùng đấy, cảm giác làm cho đủ 6 bài à? Không, bài đấy là một cái thử thách em làm ở trên mạng, trên Facebook. Xong mọi người đưa mấy cái từ đúng không? Đúng rồi, em bảo mọi người là cho em một keyword. Đấy là em cũng gọi là vừa để giao lưu khán giả mà vừa gọi là tự thử thách bản thân luôn. Thì em bảo mọi người cho em một keyword để em viết một bài. Lúc đầu concept của em chỉ là kiểu mình cùng làm với mọi người một bài nhạc thôi. Ai ngờ bị chị Tiên vào chị phá cho một câu comment Thêm Đứa Nữa, đoạn trêu thôi. Mình lại phải lấy cái đấy để làm bài nhạc. Nhưng mà cũng rất là may bởi vì từ cái đấy thì em lại có được cái idea rất là thú vị về cái bài hát đấy. Em là người, em có nói là khi mình làm ra thì cái bài đấy mình có thể nghe đi nghe lại được. Bao nhiêu phần trăm em nghe lại Yêu 1, Yêu 2? Bây giờ em nghe lại và em vẫn cảm thấy nó vẫn ổn. Nhưng nếu em được làm lại, em có sửa nó đi theo cái cách mới mà em chắc chắn là em vẫn sẽ phải sửa đi. Tại vì đến bây giờ thì em nghĩ là cái tư duy âm nhạc của em nó cũng hơi khác, nó cũng sẽ phải gọi là khó tính hơn ngày xưa. Nhưng mà cũng không phải sửa quá nhiều, mà chủ yếu là về phần âm thanh. Tại vì ngày xưa thì cái kỹ năng của mình về xử lý âm thanh nó vẫn còn hạn chế, mình không có nhiều kiến thức như bây giờ. Khi bây giờ mình có cái kiến thức mà mình cũng trau dồi cái tai của mình lên một cái ngưỡng rồi thì mình không dễ dàng mà chấp nhận những cái gọi là những cái trick, những cái lỗi như ngày xưa. Em có dễ dàng gọi một cái EP như là Yêu 6 trở thành một cái cột mốc trong sự nghiệp à? Chắc chắn ạ, Yêu 6 này nó khi em làm Yêu 6 là em cũng xác định nó sẽ là một cái di sản âm nhạc của mình về tình yêu. Về tình yêu thôi, còn kiểu một cái khác sẽ cần một di sản khác. Dạ vâng, đúng. Thế thì điểm ngược lại là từ Yêu 6 về trước đấy, em nghĩ là em đã có cái cột mốc nào? Em nghĩ là có Yêu 5, Yêu 4. Yêu 4 cũng khá là thành công khi mà lần đầu tiên có một bạn Lâm ở trong Sài Gòn, bạn ấy dùng bài đấy và lồng ghép vào một cái bộ phim của bạn ấy và hiệu ứng khá là tốt và được rất là nhiều khán giả đón nhận. Thì bài Yêu 4 nó cũng là một bài mà em rất thích. Và nhưng mà nó cái thời điểm đấy thì cái kỹ năng của em nó chưa đủ để mà nó làm ra một cái bài nhạc gọi là có thể lưu dấu lại ở thời gian một cách lâu dài được. Nên là nếu mà có cơ hội làm lại là em vẫn muốn làm lại bài Yêu 4 theo một cách chỉnh chu hơn. Nhưng chị không chỉ hỏi về cột mốc về bài hát,
Trời, cột mốc trong sự nghiệp chẳng trong hạn sự hay trong nghiệp cuộc ấy sống à? này, em nhìn lại thì sẽ Em nghĩ là chắc là cột mốc thì như em sẽ đánh dấu vào những cái lần mà cứ mỗi lần follow mình tăng đột biến thì coi đấy là một đột mốc vậy. ok. Thì có rap Việt này, trước đấy thì là sau đại chiến này, rồi đến yêu năm, xong rồi thi The Remix với Subin. Chắc đến đấy là lúc mà gọi là hết đấy. Với cả vào Space Speaker. Cái lộ trình em đi, mặc dù em đã nói là một trong những cái triết lý là mình cũng khá là tính toán kỹ lưỡng các cái đường đi, nhưng cái em của ngày hôm nay và em nhìn lại hồi xưa, em nó có thống nhất với những cái gì em tưởng tượng về bản thân mình Không, nó tất nhiên nó có nhiều cái lối lối rẽ bất ngờ đó. không? Ví dụ như yêu năm là em không ngờ em có thể nghĩ là mình có thể viết một bài hát tình yêu mà nó đạt hiệu quả đến như thế. Và lúc đấy là em cái tư duy của em lại phải nảy thêm một mục là vào showbiz như nào, đấy, mainstream như thế nào, lên mainstream mình cần làm gì, cái đường hướng mainstream như nào cho phù hợp các kiểu, mình phải học thêm về cách đối diện với khán giả này, rồi đối nhân xử thế này kia. À, tương tác fan thần tượng các kiểu đấy, những cái đấy khi mà em bắt đầu sự nghiệp không bao giờ em nghĩ đến, em chỉ đơn giản nghĩ là mình là người cống hiến cho âm nhạc và mọi người sẽ phải nghe đấy. Nhưng mà dần dần thì mình đi và mình gặp nhiều nhiều thứ, nhiều cái trở ngại, nhiều cái vấp ngã đấy, thì mình rút ra được những cái bài học và mình có điều chỉnh lại một chút cái con đường của mình để cho nó làm sao nó vẫn cố gắng duy trì được cái bản sắc của mình, nhưng mà nó giống như kiểu là mình cứ cứ gọi là thỏa hiệp với mọi thứ xung quanh của mình một tí để mình trở nên tốt hơn. Đã cái trở ngại khó nhất, to nhất, cái tảng đá chắn đường lớn nhất đã là gì? Trở ngại lớn nhất hả? Em nhắc đến cái việc là sẽ có những lúc em phải ở một mình làm việc gì đấy sao lãng đi. Chị có cảm giác như nó đã xảy ra thật và Và cho một sự kiện nào đấy. em nghĩ là có những lúc mà ví dụ như là cái tôi của em nó trở nên quá cao khi mà mình có cái khi có được cái sự nổi tiếng nhất định, mình trở nên gọi là tự tin thái quá về mình, về bản thân, và mình dễ bộc lộ ra những cái mà bản thân mình cũng cũng không thích, nhưng mà mình cứ bộc lộ ra thôi. Nó là những cái ít khi mình có cơ hội bộc lộ ra nhưng mà mình vẫn bộc lộ, có những cái tính xấu của bản thân, cái sự nóng giận hay là cái sự đấy, mình trở nên gọi là chủ quan về bản thân mình, và mình nghĩ là mọi thứ nó diễn ra là vì mình xứng đáng như thế, mà mình quên mất không nhìn lại về những cái gọi là những cái phía sau, những cái gọi là nhỏ nhặt mà nó đã giúp mình, nó nâng đỡ mình. Nó giống như kiểu là cái sự mê hoặc của quyền lực, của danh vọng, nó làm cho mình trở nên mù quáng hơn một chút và mình khó nhìn được một thứ một cách tổng thể để mà mình kiểm soát con người mình toàn diện nhất. Nên là những lúc như thế thì em sẽ có những cái phát ngôn nó không đúng mực, hay là có những cái lúc mà không kiểm soát lời nói, hay là nó vân vân. Thì những cái lúc đấy là những cái lúc mà mình nhìn nhận lại và mình rút ra bài học thôi. Nhưng mà thật ra thì bản thân em từ xưa đến nay em luôn nghĩ bản thân mình là một người mà dùng từ ngôn từ rất là tốt, và khả năng kiểm soát ngôn từ của em tốt, cho nên là em cũng không quá thất vọng về bản thân về những cái lúc như thế, mà chỉ đơn giản là mình lùi lại một chút để mình nhìn nhìn nhận lại chính mình Thực ra em nói là chị biết hết là em đang nói về cái gì, thôi. nhưng mà để nhìn nhận được như em cũng là có phải là một thứ ngay lập tức mình nhận ra không, hay là Nếu mà ngay lúc đấy thì sẽ khó. Ví dụ cái lần gần nhất mà em phát ngôn thiếu suy nghĩ trên mạng đấy, là cái đợt Rap Việt và cái đợt sau đấy nữa, phát ngôn mà lúc mà đài truyền hình đưa đấy, lúc đấy là hai cái lúc mà thời điểm mà em gọi là có nhiều cái phát ngôn thiếu suy nghĩ nhất. Tại vì lúc đấy em cũng hay lên Facebook comment nhiều, và khi mà mình cứ lên mạng xã hội mình comment qua lại thì chắc chắn là mình sẽ bị cuốn theo cái vibe ở trên đấy.
trên internet từ xưa đến nay đối với em ấy, internet là nơi để người ta lên và người ta không được làm chính mình và người ta làm những gì không phải chính mình nhất. Nhưng người ta sẽ lại muốn áp đặt những cái quy tắc của ngoài xã hội bình thường, những cái quy tắc mà chỉ áp dụng khi mình là chính mình lên đấy, nên là nó có những cái mâu thuẫn và có những cái mà nó sẽ khiến em cảm thấy nó không đúng lắm. Nhưng mà em vẫn cứ lên và em cứ bị cuốn theo và nó dễ dàng, nó làm cho mình có nhiều cái sự không kiểm soát và nó dễ gây ra tổn thương cho người này người nọ. Thì đấy là những cái mà kể từ đấy là em cũng rời khỏi mạng xã hội và không không sử dụng mạng xã hội nhiều nữa. Tại vì em nhận ra là cái môi trường đấy nó thực sự nó cũng không tốt cho lắm. Và cũng mình cũng không cần cái môi trường đấy đến thế. Ví dụ khi mình nhắc đến là ok mình sẽ lên mainstream, nó có mình có dữ liệu, chị cảm giác như là nó sẽ hơi khó để dữ liệu những cái điều đấy đúng không? Vâng, thật ra thì nó cũng là một cái mà em nghĩ là khá nhiều người khi mà lên mainstream hay là ở underground họ sẽ tính toán rất nhiều và họ sẽ phải ra cái quyết định xem có đánh đổi hay không. Để mà nói thì nó cũng rất là hợp lý thôi, bởi vì mình khi mà mình là một người đại diện cho một điều gì đấy mà mình đối mặt với tất cả công chúng thì cái lời nói hay hành động của mình nó phải tương xứng, nó phải mang theo cái trách nhiệm như vậy. Cái trách nhiệm lúc nào nó cũng sẽ to lớn theo. Cái trách nhiệm to thì đồng nghĩa với việc cái sự tự do, cái tôi của mình nó cũng sẽ bị ghim xuống, nên là lúc nào nó cũng là cái sự đánh đổi và nó cũng hợp lý thôi, nó không không có gì sai ở cái đấy cả. Nên là em nghĩ là chủ yếu là mình cân đo đong đếm xem cái nào mình muốn hơn. Chị có xem một cái phim tài liệu về một cái cô chuyên thiết kế sân khấu, thì ví dụ mình thấy một cái sự thay đổi lớn nhất là hồi xưa mọi người cũng đâu có nhiều cầm điện thoại ấy, thì cái thiết kế sân khấu nó chỉ cần 2D thôi, là chỉ có khán giả trên người nghệ sĩ ở dưới xong khán giả trên. Nhưng bây giờ thì cái trải nghiệm thiết kế một cái sân khấu nó phải 360 độ, mình không thể biết là có một người này đứng ở góc này thì sẽ nhìn thấy cái gì. Đấy, và chị nghĩ đấy, tự dưng cái thế giới có thể hồi xưa là đen trắng 2D của mình, rồi nó thành 3D, 4D, nó sờ nắm được, nó ngửi được, và cái sự chuẩn bị nó đều phải chuẩn bị cho mọi cái giác quan nữa, nó không phải, thì đấy kể cả yêu sáu của em cũng là sáu giác quan, thì bây giờ là mọi thứ nó mình phải tính cho Đúng không? tất cả. Thế thì quay về về yêu sáu thì hiện tại thì bây giờ chị theo chị hiểu là đang chỉ có nhạc, một cái playlist ở trên YouTube đúng không, xong rồi từng bước các giác quan tiếp theo sẽ như nào, hay là cái kế hoạch, tại vì em có nói đây là một cái sản phẩm mà kể cả về distribution, về cách phân phối cũng là một đạt một cái độ chín. Cái cách phân phối của cái EP lần này nó cũng sẽ không giống cái cách phân phối của các bài trước của em trước đây. Thì theo mô hình chung thì là cứ ra bài nào thì mình sẽ quảng bá, tập trung quảng bá trước để sau đó thì đến khi ra bài đấy thì khán giả người ta sẽ biết đến. Còn hiện nay cái EP này thì em sẽ release ở hình thức audio trước, mọi người cảm nhận nghe trước, sau đó sẽ đến phần lyric cho những ai muốn hiểu sâu hơn, và tiếp theo đó thì em mới phát hành về visualizer cho những ai muốn xem về phần MV hình ảnh. Thì và những cái việc mà em quảng bá, tập trung quảng bá thì không phải là trước mà em sẽ sau, là phát hành xong em mới đi khoe với mọi người. Thì nó mang cái tính chất nó thay đổi hơn về cái tiếp cận rồi. Nó Nhưng tại cũng sao? bởi vì em cũng xem, em cũng theo dõi các nghệ sĩ nước ngoài mà em cũng học hỏi cái cách họ phát hành, thì em cảm thấy là cái cách phát hành này nó phù hợp với cả một dự án mà có nhiều bài hát hơn. Em muốn khán giả được đón nhận một tác phẩm mà nó có nhiều góc độ khác nhau để mọi người lựa chọn xem đâu là cái tác phẩm mà họ thích và họ sẽ có được cái tư duy riêng của họ. Sau đó thì em mới bắt đầu dần dần tung ra những cái góc nhìn của em. Và cái việc mà gọi là quảng bá sau này này thì nó được một cái là nó sẽ giúp cho em đánh giá được xem là mọi người thích bài nào nhất và em tập trung focus vào cái đấy thì nó sẽ an toàn hơn hơn là mình cứ release và mình cứ quảng bá rầm rộ mà không, và nó như một ván cược vậy, bài hoặc hay hoặc không hay, hoặc là hit hoặc không hit, và em cũng không muốn đi theo cái lối mòn đấy nữa, mà không không muốn gọi là cứ phải tính xem là bài này liệu có hit hay không, mà em muốn theo cái hướng của em. Cũng nói cái từ ván cược thì chị cũng thấy đúng là nghệ sĩ ở thị trường mình không thể nói là thị trường của mình hoàn toàn có cái sự trưởng thành về mặt
kiểu như spending lẫn tiêu thụ. Đấy, thì mình chỉ cảm giác đúng là cái từ ván cược là cái từ mà nhiều nghệ sĩ phải đối mặt. Có một cái bản kể cả thành hit rồi đấy, việc mà giữ cho cái sức nóng của nó để mà nó, nếu mình không làm một cái chiến dịch marketing nào đấy thì có thể là sau đấy đã sóng sóng sau đè sóng trước rồi. Theo em, một cái tác phẩm thì kể cả sau khi mà đã distribute xong, phân phối xong, cái điều gì khiến cho một cái bài hát nó trở thành kiểu nó cứ ở đấy nhỉ? Em đã từng xem một cái bài phỏng vấn của Tyler the Creator, và Tyler cũng có chia sẻ là Tyler không hiểu vì sao bây giờ các nghệ sĩ trẻ lại ra một bài hát quảng bá cho nó và sau đó để đấy, trong khi Tyler ra một album và 6 tháng sau vẫn đi quảng bá cho nó như bình thường. Em nghĩ chỉ đơn giản là cái cách mà mình chăm sóc cho cái tác phẩm của mình thôi. Mình làm ra một tác phẩm mà mình cảm thấy tự hào, mình thấy thích thú với nó, thì kể cả sau bao nhiêu lâu mình vẫn sẽ tìm mọi cách để mình quảng bá cho nó, và mình vẫn sẽ luôn mang nó đi mọi nơi với cả một cái giọng điệu tự hào. Thì cái việc release lần lượt như này nó cũng có một phần có tác dụng, trong đó là em sẽ release audio và sau đó em sẽ release lần lượt các bài khác, cứ trải dài ra thôi. Để lúc nào mọi người lên mạng cũng sẽ thấy em mở một bài mới, em share một bài mới. Lúc nào cái EP nó cũng sẽ ở đấy, nó cũng luôn là cái niềm tự hào để em khoe với mọi người. Đúng là ông bố có con. Bây giờ phải giống như, đúng không? Đâu có phải đẻ con ra xong đóng gói cất lên kệ được, phải chăm sóc, phải nuôi lớn, phải chăm bẵm. Chị nghĩ cái tư duy này cũng là một cái tư duy thú vị, chưa nghĩ đến. Tại sao nó lại là một lần rồi thôi, đúng không? Và kể cả chị nghĩ là có nhiều các cái phiên bản cho nó cũng cái có là thứ hai. Sẽ mình không quyết định được là người ta nghe cái bài của mình vào thời điểm nào. Người ta bật YouTube hay là người ta đang ở một cái club, người ta nhìn thấy cái video, hay là người ta nghe lỏm một ai đấy đang bật. Thì có thể là cái sự chuẩn bị hay. Cái con đường em đã đi, chị có cảm giác như em hơi giống một thì kiến trúc sư hay là kỹ sư? Em có bao giờ thiết kế được cái gì hẳn hoi không? Em tự thiết kế nhà của mình. À ok, thế thôi. Công trình duy nhất đúng không? Ok. Vợ em có nói gì về cái nhà đấy không? Không, đấy chuyên môn của em. Vợ em sao có thể tham gia được. Vợ em thì sẽ về nội thất. Ok. Cái cách mà em, chị cứ nói theo cái ngôn ngữ của chị nha, mình đo đạc các cái đường đi nước bước rồi mình chỉnh cả cái sự nghiệp. Theo em nó có trở thành một kiểu, một dạng, nghe Bible thì hơi khóa, nhưng mà một cái kiểu guideline mà áp dụng vào cho những cái các cái lứa công thức, một cái lứa tiếp theo hay không? Nếu có thì các bạn ấy sẽ góp nhặt được cái gì từ cái hành trình em đi? Em nghĩ là cái hướng của em nó sẽ hợp đối với những bạn nào mà có cái style giống kiểu em, hơi sách vở một tí, hơi gọi là tính toán chi li kiểu như vậy. Ví dụ như Gonzo chẳng hạn đấy. Em nghĩ là cái hướng chậm mà chắc như thế thì sẽ phù hợp, tại vì em là một người không giỏi đối mặt với cả những cái gọi là kiểu truyền thông hay là những cái gọi là tai tiếng này kia. Em là một người rất là ghét những cái đấy. Khi mà nếu mà em phải đối mặt với cái đấy thì rất dễ là em bị sụp đổ đấy, rất dễ. Em nghĩ là những nghệ sĩ mà họ cái tính họ hơi hiền một chút ấy, mà kiểu mà họ muốn đi theo hướng chậm mà chắc, thì họ có thể dùng những cái công thức hoặc là những cái mà em đã từng làm để họ áp dụng thì sẽ hợp lý. Nhưng mà những cái nghệ sĩ mà họ cái tính bứt phá của họ cao thì chưa chắc, em nghĩ nó đã phù hợp. Cái từ chậm mà chắc đấy ông bà mình dùng rất là nhiều, và nó cũng là kim chỉ nam cho rất là nhiều thứ. Nhưng mà có lúc nào mà mình, tại vì ở thị trường của mình nhiều khi mọi thứ nó ngắn ấy. Vâng, đúng. Có bao giờ mà hơi vội không? Thật ra thì cái này là tâm bất biến giữa vạn dòng đời vạn biến. Cái vội thì em nghĩ là cũng có, nhưng mà như cá nhân em ở trong công ty và em định hướng cho các bạn ấy, thì em cũng không quá gọi là áp đặt cái việc phải nhanh. Nếu mà nhanh thì phải chất lượng. Cái chất lượng nó vẫn luôn là cái mà mình phải đặt lên hàng đầu. Việc các bạn chậm hay là ấy thì mình chỉ cần mình điều chỉnh bằng cái timeline làm việc một cách hiệu quả thôi. Thì cái đấy nó lại nằm ở phần gọi là cái thái độ làm việc của mỗi người có nghiêm túc hay không. Thì chỉ cần nghiêm túc thì không bao giờ sợ bị chậm quá cả, mà luôn có cái tiến trình để mà
ví dụ một năm ra phải ra bao nhiêu bài này, hoặc thời điểm nào phải ra bài nào, mình chỉ cần tính toán trước và mình chuẩn bị trước kỹ thì mọi thứ nó sẽ đến nhanh được. Còn em nghĩ không không bị ảnh hưởng quá nhiều. Gần đây chị cũng thấy một cái công thức của một bạn trẻ măng. Mà. Bạn có nói là cái thời gian đầu là tất cả tập trung cho chất lượng, làm những bài thật là kỹ. Thế nhưng mà khi bắt đầu mọi người biết đến cái chất lượng của mình rồi là lúc đẩy số lượng. Cái đường này là đường, tất nhiên là khó nói là đúng sai. Em nghĩ đấy cũng là một đường hợp lý đấy. Đúng Tại vì cái tuổi đời của một người nghệ sĩ nó cũng khá là ngắn. Cái tuổi đời mà để họ gọi là bứt phá nhất nó cũng chỉ gói gọn ở trong cái giai đoạn trẻ nhất. Hầu hết là như vậy. Nhất là đối với ca sĩ hoặc rapper. Rapper thì có thể lâu hơn tí. Nhưng hầu hết là cái lúc mà cái sức sáng tạo của mình nó đang gọi là hưng thịnh nhất, thăng hoa nhất thì em nghĩ là vào thời điểm trẻ. Chính vì thế nên là mỗi nghệ sĩ trẻ thì cái khoảng thời gian trẻ đấy chính là lúc để họ phải ra bài nhiều nhất, liên tục nhất. Vì đến như em bây giờ ấy, em cũng hơi hối hận tại vì ngày xưa em ra hơi ít nhạc. Để bây giờ nhìn lại em ước là mình ra nhiều nhạc hơn. Và bây giờ nếu mà ngày xưa mình ra nhiều nhạc hơn thì bây giờ mình đã khác hơn ngày bây giờ rất nhiều. tức là em có giấu nhạc đi không hay là em Hầu hết là nó thành demo hoặc là nó thành chuyển chuyển nhượng cho người khác hoặc là đấy và nó thì mình mất cái nhịp đi đúng vâng đúng rồi. không? Mình không có nhiều thời gian để đấy, ví dụ như là đến tận bây giờ em mới có một EP gọi là hoàn thiện một cách chính thức và release một cách chuẩn chỉ, mà như thế là quá là muộn so với một nghệ sĩ đấy, nên là cái đấy là một cái mà em cảm thấy khá tiếc nuối. Thường thì trong cái nhịp làm việc của em sáng tác vào lúc nào và em kiểu thường nhìn cái gì để nghĩ ra idea và câu chữ? Bình thường trước đây thì em thường sáng tác vào ban đêm hoặc là buổi sáng. Bây giờ thì hầu hết là em sáng tác vào buổi sáng và cũng vẫn vào buổi tối, không muộn quá. Thì Trước hay sau con dậy? lúc con đi ngủ thì em sáng tác. Chắc chắn là phải thế thôi. Thì cái cảm hứng thì như như mấy năm gần đây thì em có hay có cái nốt của em có một cái phần nốt riêng để em luôn luôn lưu vào đấy những cái, em có hai mục nốt, một là những cái câu, những cái punchline đắt giá, một là về những concept hay ho. Bất kể lúc nào thôi mà em nghĩ ra gì là em nốt hết vào đấy, nên là đến bây giờ em cũng lưu trữ được khá là nhiều, nên là đến giờ mà em bí thì em hay lôi cái đấy ra hoặc là mấy cái voicemail ra để em xem thôi. Còn còn lại thì hoặc là mình tìm hiểu trên mạng, tìm hiểu nghiên cứu trên mạng. Ví dụ như bài Yêu Sáu thì em viết về sáu giác quan trong tình yêu, thì em lên Google xem là tác động của sáu giác quan tình yêu như nào đối với con người, rồi nghiên cứu ra từ đấy thì mình tìm thêm các cái ý tưởng, Tức tìm là thêm mỗi bài đấy các cái góc nó nhìn hay ho. Và đúng mỗi một bài thì mình lại có một đánh cách tiếp cận khác nhau, nó không 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 theo một công thức chung nào cả. Thế à, chị nghe thì chị đang nghe thì chị cảm giác là nó rất là smooth rồi, tức là từ cái này nó chuyển sang kia. Nhưng có thể là nếu mà theo đúng cái kiểu làm nhạc của em thì mình sẽ cần phải nghe nhiều để mình xem là Thì mỗi mỗi một bài em lại có một kiểu research riêng, một kiểu research khác nhau. Ví dụ líu la líu lo thì là sẽ là ấy Líu la à? líu lo thì em chỉ lên mạng em xem những cái bài, em lên YouTube và em tìm những cái bài Afrobeat rất là hay. Và em nghe xem cái cách dùng nhịp nhiếc của người ta như nào. Còn lại thì cái phần lời thì em hoàn toàn em cứ tập trung em khóa mình và em viết thôi, không cần phải research gì về về phần nội dung. Còn cái ví dụ như bài Tác dụng phụ chẳng hạn, đấy Tác dụng phụ là một bài mà cái nội dung của nó, cái concept đấy nó cũng khá là lạ, nên là em cũng phải lên lên mạng em research khá là nhiều xem là những cái như nào thì được gọi là tác dụng phụ. Tác dụng phụ nào tiêu cực, tác dụng phụ nào nó tích cực, thì mình để hòa hợp với nhau xem như thế nào. Thì hoặc là như bài Thêm Đứa Nữa thì lại không không phải em không phải research quá nhiều về về nhạc hay là về về phần nội dung, mà em chỉ lên search về các cái kiểu đánh bass khác nhau để mình làm ra được một cái bassline nghe cho nó thật là hay, thật thú vị cho bài. Từ lúc em có gia đình với trước lúc có gia đình cái cách em sáng tạo nó có khác đi nhiều không? Chắc là có, em không nhận ra rõ lắm về cái việc sáng tạo của mình nó khác hay không, bởi vì kiểu gì thì nó vẫn là cái sự sáng tạo, và đã là sáng tạo là những cái mà mình không bao giờ mình dễ dàng mình nghĩ ra được. Có thể là bây giờ cái cách nghĩ của em nó thoáng hơn ngày xưa rất là nhiều, mà nó không bị gọi là chủ quan nữa mà nó khách quan hơn rất là nhiều rồi.
cái lúc đầu thì chị có hỏi câu hỏi về việc là kiểu mất bao nhiêu lâu thì mọi người thích em, thì em hỏi ngay lập tức là ở trên mạng hay là ngoài đời, hay là thực ra thì trong team của em mọi người đều biết là em khá là vui vẻ hài hước, nhưng mà khán giả thì chưa biết chẳng hạn, nên cái hồi đấy kiểu rap Việt mọi người rất là ngạc nhiên là kiểu của chúa hè đúng không kiểu thì em có nghĩ là đấy là một cái điều, tức là nghệ sĩ sẽ phải xuất hiện 360 độ, và cái hành trình tiếp theo chẳng hạn thì mình có, em hay là cái hành trình lý tưởng của một nghệ sĩ xuất hiện với khán giả thì em nghĩ là nó sẽ Riêng đối với âm nhạc nhé, thì em nhận thấy là mỗi một bài hát ấy, thì thường gắn với người ta một cái mốc trong cuộc đời này, người ta lưu giữ. Thì cái em nghĩ chỉ một người nghệ sĩ chỉ cần ra nhạc một cách đầy đủ đủ để những cái bài hát đấy nó bổ trợ cho những cái phần đời, những cái mốc dấu mốc cuộc đời của nhiều người, thế là đủ. Còn cái phần hình ảnh xuất hiện ở ngoài đời thì em nghĩ đối với một người nghệ sĩ, nhất là những người mà rapper hay là ca sĩ, thì nó không quá quan trọng. Bởi vì có rất là nhiều nghệ sĩ mà em rất là respect nhưng mà em không respect về cái cuộc đời, đời tư của họ. Thì em nghĩ là giữa nghệ thuật và đời tư nó là hai cái khác hẳn nhau. Còn bây giờ thì khán giả họ sẽ yêu cầu là nghệ sĩ phải có đời tư các kiểu hoành tráng, trong sạch, rồi là phải gương mẫu này kia. Đấy, thì em nghĩ cái đấy nó cũng là một phần hợp lý. Thì nếu mà nghệ sĩ nào chấp nhận được thì họ sẽ làm được. cái hành trình sự nghiệp của em sẽ nghĩ là em nghỉ hưu vào lúc nào? Em sẽ cố gắng là hoạt động hết công suất đến tầm 40 tuổi, là để không không phải làm nữa mà vẫn có thu nhập đều. Đấy, thì sau đó thì em sẽ chỉ là gọi là hàng ngày làm nhạc cho vui. Chứ còn nghỉ hưu hẳn về nhạc thì em nghĩ là chắc đến già em vẫn làm. Em sinh năm 91 đúng không? Dạ vâng. Là năm nay em 31 31 tuổi, em còn 9 năm 95 nữa. để đạt được mức. Nhưng nó có cụ thể là, ví dụ như chị cũng hơi bất ngờ là hóa ra đây mới là EP đầu tiên của em, tại vì cũng cảm giác là cũng lão làng thì có những cái cụ, em có phải là người mà biết trước là trong 9 năm tới tôi sẽ làm cái gì không? Từ năm nay năm 31 là em ra một EP, là em sẽ cố gắng mỗi một năm ra một album. Đến lúc 40 tuổi em nghỉ hưu là vừa. Và nếu mà không làm nhạc ấy, em có làm kiến trúc sư không hay là em sẽ làm nghề khác hẳn? Em nghĩ là bây giờ mà em vào mấy công ty kiến trúc sư họ không nhận. Nhưng mà nếu mà làm về những cái gọi là liên quan đến sáng tạo thì em nghĩ vẫn có thể, em vẫn có thể làm được. Nhưng mà em không không chắc lắm. Nhưng Nhưng mà có một cái gì để em yêu thích mà ngoài âm nhạc không? Mà em nghĩ là có thể làm tốt không? em nghĩ là về thiết kế. Em có khả năng thiết kế về về đồ họa hoặc là cái liên quan đến visual. Đấy, chị cũng đang định hỏi cái yêu sáu đấy thì là có cái concept gì đằng sau cái hình ảnh hay là cái màu chọn? À, cái đơn giản thì cái tại vì cái concept của EP đấy là cái sự đa dạng trong tình yêu, nó là em muốn khai thác nhiều mặt nhất có thể, nên là cái artwork nó cũng cũng tương tự thôi. Em đơn giản là em thuê một bạn artist vẽ theo ý tưởng của bạn ấy, nhưng mà làm sao thể hiện được cái sự tính đa dạng. Thì cái artwork bây giờ ấy, thì nó là cái gói gồm bên trong là 6 vật phẩm tượng trưng cho 6 điều khác nhau. Thì đấy là một concept, và sau đó sẽ là artwork riêng cho từng bài. Em sẽ có các bạn nghệ sĩ khác nhau nữa, mỗi người thể hiện cái artwork lẻ đấy về một kiểu khác nhau, về một style khác nhau. Thì cũng chủ yếu là để em muốn xem các cái góc nhìn khác nhau của những cái bạn artist khác về cái EP như thế nào. Nhưng mà để mà làm một artwork để thể hiện tính đa dạng cũng là một từ khó đấy chứ, đúng không? Có quan trọng hay không nghệ sĩ làm nhạc phải phải biết về visual, phải biết về Em nghĩ là không quan trọng nhưng mà biết được thì cũng cũng là một lợi thế. Tại vì họ như thế thì mình sẽ gọi là có được cái nhìn tổng quát mà kiểm soát được cái concept xuyên suốt nhất. Tại vì em từ ngày xưa, như em từ khi bắt đầu làm producer thì em cũng gọi là học cách nhìn nhận được mọi thứ theo gọi là cái hướng tổng quát hơn. Thì em nhận ra được cái lợi thế của cái việc đấy, và mình xem những cái tác phẩm ở nước ngoài mà nó làm một cách chỉnh chu mà nó hay, thì mình thấy là
từ concept, từ những cái tiểu tiết nhỏ nhặt nhất nó cũng vẫn bám theo cái concept xuyên suốt, và cái điều đấy nó khiến cho cái tác phẩm này nó rất là hay, rất là thú vị, để mà kể cả trong một cái khoảnh khắc rất là nhỏ người ta nhìn vào cái tiểu tiết đấy người ta cũng nhận ra được cái sự đồng bộ, thì cái giá trị của cái tác phẩm này nó trở nên gọi là đắt giá hơn rất là nhiều. Và chị có cảm giác cái thói quen thưởng thức của mọi người đang ở một cái giai đoạn thay đổi. Ví dụ hồi xưa mình sẽ nói là ôi thời đĩa than chẳng hạn nhé, đúng không? Cái artwork nó chỉ tồn tại trên cái bìa cái đĩa than. Và mình cũng không bao giờ vừa nghe cái bài đấy mà vừa cầm cái đĩa than như này. Nhưng mà rõ ràng bây giờ khi mình nghe nhạc là đã có hình ảnh chuyển động, và chị thấy càng ngày người ta càng được giáo dục để mà nhìn cảm nhận một cái combo. Nhạc thì vẫn là nhạc, vẫn là cái mạnh nhất, nhưng mà nó cũng phải chuyển động nó. Nên là chị mới hỏi về artwork. Có vẻ như cái điều đấy sẽ quyết định cái cách làm nghệ thuật rất là nhiều. Em nghĩ thế. Rồi, có một cái câu hỏi. À, chị không biết em là người em có hay đọc không? Hồi xưa em hay đọc, bây giờ em ít đọc ạ. Ai là ông em là nhà thơ à? Vâng, ông em Đúng là không, ông em là giáo viên, không? Giáo giáo viên viên, dạy văn. và hồi xưa có em hay làm thơ à? Hay có một cái gì đấy liên quan đến Có, thơ? em ông em rất hay làm thơ và em cũng hay làm thơ. À, lần làm thơ gần nhất của em là Gần bao giờ? nhất à, em cũng không nhớ lắm. Sau này là thơ là chui vào rap à? Vâng, sao mà vào rap hết. Thỉnh thoảng ví dụ lên tivi xem Vua Tiếng Việt các thứ, xem người ta thi làm thơ là cũng cũng tập cũng tễ làm buồn, theo đó. tưởng cũng buồn đi thi. Và Tại vì chị có luôn có một cái câu hỏi thì chị cứ hỏi nhá. vâng. Đấy là nếu ngày mai em phải lên một hoang đảo và không biết ngày trở về, sao cười? Đoạn đấy đã cười rồi. Trong đầu em nghĩ gì, điều gì khi chị hỏi câu đấy? Em cũng hay nghĩ ra À thế à, cái cũng viễn hay. cảnh đấy mà. Thế à? Nhưng hoang đảo của em là hoang đảo như nào? Không có ai luôn. Ok. Wow. Rồi khi đi mang theo một cuốn sách. Thế đấy là cuốn gì? Em nghĩ là từ điển Bách Khoa Toàn Thư Để tồn tại à? Hay để đốt lửa được cho lâu. sưởi Vâng. Đảo hoa lửa quan trọng nhất. ấm. Chứ không quan trọng là Vâng. là bên trong này có gì à? Vâng. Không, để đốt Vâng. Sinh rồi. tồn đấy. Ok. Có một câu này nhá, là chuyên dành cho nhà Space Speaker nhá. Ấy là nếu chị được mang một người trong Space Speaker lên hoang đảo cùng thì đấy là ai? Anh tua. Khổ thân. Tại Tại sao? vì thứ nhất là anh khỏe, bản năng sinh tồn cao, với cả anh tua cũng thân với em, mấy anh em dễ để làm mọi thứ nó dễ sinh tồn. Em tự đoán đi, có ai đã chọn mang em lên hoang đảo chưa? Và tại sao nếu một ai đấy chọn em lên hoang đảo? Hay Subin này, hoặc Subin chắc cũng chọn anh tua. Theo em thì có ai chọn em không nữa này, và Em nếu mà người ta chọn thì là vì nghĩ gì là chắc là nếu chọn là chọn anh tua chứ không chọn em nữa? đâu. Nhưng mà nếu người ta chọn thì theo em lý do là gì nào? Chắc là tại vì em cũng biết nhiều, khối kiến thức trong đầu cũng dễ vận dụng, nên là trừ anh tua ra thì mọi người có thể có xu hướng chọn em nếu mà không chọn Nhưng mà tôi không anh available đúng không, thì đến em đúng tua. không? Và cái lý do là kiểu em có thể nghĩ ra một cái máy gì đấy phát tín hiệu để trở về. Nhưng đâu biết rằng em phải dùng từ điển để đốt lửa sưởi ấm. Rồi, chị nghĩ Có ai chọn em là chị sẽ gửi cho em danh sách những người đã tham gia chương trình này. Bài tập của em là xem đến cuối để xem là có ai chọn không. Hôm nay có cái gì mà em muốn nói mà em chưa được nói Không, chắc em nói được mọi thứ, em không nhớ là em nói gì từ nãy giờ, nhưng mà em nghĩ đủ rồi. Chị hỏi thêm một chút về việc học một nghề và làm một nghề. Mà Theo em thì mình nên tập trung vào một nghề của mình, hay là mình cứ nên học bất kỳ thứ gì mà cuộc đời ùn đẩy ta học? em nghĩ là nên dành 70% để tập trung chuyên môn, nhưng mà 30% còn lại mình phải học những cái xung quanh và hiểu hết. Ít nhất là phải hiểu được concept, cách thức hoạt động cơ bản, và mình tập trung vào một cái duy nhất. Thì em nghĩ đấy là cái công thức gọi là hiệu quả nhất đối với em.
cách nào để học nhanh nhất, nhiều nhất? Nếu mà học những cái mà mình không muốn học thì em nghĩ cách tốt nhất là viết ra giấy. Theo như sách bảo thì là dựng mê cung trong não. À, thì đấy là theo khoa học chứng minh hiệu quả nhất. Nhưng mà cá nhân em thấy là viết ra giấy là hiệu quả nhất, hoặc là viết ra đâu rồi. Thì đấy là cái cách mà em, cá nhân em là cảm thấy nó hiệu quả nhất. Học trong sách hay học từ người quen, bạn bè? Học về chuyên môn thì học trong sách, còn học về các cái còn lại đang tin hơn rồi. Em có tin vào kiểu gọi là hyper study, tức là dồn mọi thứ, đặt tất cả lên bàn, đi qua nó và ngừng lại, hay là em tin vào kiểu mưa lâu thấm dần? Em thì chắc là em sẽ chọn mưa lâu thấm dần. Tại vì trí nhớ của em không tốt lắm. Không học được kiểu hyper. Nếu mà quay lại tuổi mới vào nghề của em 18, 19, em sẽ nói gì? Nói gì với chính mình ấy? Thế định nói với ai? Trong những câu hỏi như vậy thì mình sẽ nói với ai? Chắc là em bảo là nên đầu tư vào Bitcoin. Thật. Rồi câu hỏi cuối cùng nhé. Cười. Chị không tin vào cái đấy lắm. Nhưng mà đến bây giờ đang mùa đông. Vâng, nhưng mà đến bây giờ nó vẫn đang chứng minh là so với năm 18 tuổi của em thì là nó hiệu quả. Câu hỏi này khó hơn này. Em có thể có quyền trợ giúp thì sau bao giờ có thêm đứa nữa. Chắc là theo như tính toán về kế hoạch thì em nghĩ là phải đợi tầm 2-3 năm. Chị hỏi đằng sau kìa. Câu trả lời đúng hay sai? Không biết. Okay. Không, vợ em cũng chắc tầm đấy đấy. Không muốn đẻ bây giờ. Rồi, chị nghĩ là yêu 6 xong có bài thêm đứa nữa thì cũng có nhiều thứ để trông chờ. Chúc cho kế hoạch về hưu năm 40 tuổi của em mỗi năm một album. Chúc cho có thêm nhiều đồng đội chọn em lên hoang đảo. Cảm ơn. Cảm ơn Mastic đã đến với Havasic. Vâng, cảm ơn chị.